nói tới Cardano đó thì uh, có rất nhiều những bài viết liên quan tới giá cả Cardano tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây nhưng mà một trong những điều khác đó mà thường muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta thấy uh, cái NFT đầu tiên đã được ra mắt trên mạng lưới của Cardano. Đương nhiên đây chỉ là một cái NFT được uh, tạo ra bởi Cardano Foundation, có nghĩa là cái quỹ hỗ trợ Cardano và họ tạo ra thân nhớ là 10 cái NFT này. Họ tạo theo cái NFT gọi là CIP721 để mà tặng cho 10 người 10 người mà đóng góp vào cái sự phát triển của mạng lưới blockchain của Cardano Cho nên đây là cái NFT mà à, các bạn sẽ thấy trên màn hình Những NFT này đó là đương nhiên không phải là làm ra để mà bán Mà để tặng cho những người mà đã cống hiến tổng cộng là có 10 cái tổng cộng Nhưng mà ý mà Thùng muốn chia sẻ đây là chúng ta đã bắt đầu thấy xuất hiện Của NFT trên mạng lưới của Cardano Và Cardano khác Ethereum uh, một chỗ đó là trên mạng lưới của Ethereum thì những cái token cần có cái hợp đồng, nhưng mà trên mạng lưới Cardano thì những cái token nó có thể sống trực tiếp ở trên mạng lưới của Cardano nhưng mà không cần phải thông qua một cái hợp đồng thông minh. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và bây giờ nhiều người đang rất là hào hứng để mà chờ đợi Cardano cái ngày chính thức mà có hợp đồng thông minh. Bây giờ đó thì khoảng chừng là trong tuần này chúng ta sẽ nghe thông báo chính thức đến từ cho Hutchinson là ngày nào điều đó sẽ xảy ra. Cuối tháng này hay là đầu tháng sau. Bây giờ chúng ta hãy nói à, tới Hoa Kỳ đi. Thì một chuyện điều các bạn cũng đã biết là Gary Gensler đó là cuối cùng cũng đã mở miệng để mà chia sẻ cảm nghĩ của mình liên quan đến là sẽ quản lý thị trường crypto như thế nào. Gary Gensler là chủ tịch mới à, được à, lựa chọn để mà lãnh đạo SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì Gary Gensler cũng đã nói là ông ta là một người mà thích cái sự đổi mới, thích công nghệ, bị thu hút bởi Bitcoin, bị thu hút bởi crypto cho nên mới dành thời gian 3 năm để mà dạy về Bitcoin crypto ở trường đại học MIT nhưng mà điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ để thị trường này cứ hoạt động theo ý muốn tự nhiên mà thị trường này đó cần phải có những cái luật để mà bảo vệ những nhà đầu tư và những luật đó là như thế nào ông ta chưa có nói rõ nhưng mà trong một cái số tài liệu mà được thu thập đó thì à, chúng ta thấy được là có một cái nghị sĩ, nghị sĩ này ra tên là Don Bayer đã viết tổng cộng là 58 trang. 58 trang này hiểu một cách đơn giản đó là một cái dự luật để mà bảo vệ những nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử này và tạo ra một cái khuôn khổ pháp lý cho thị trường này. Thì trong một cái cuộc trò chuyện giữa chủ tịch uh, Gary Gensler và nghị sĩ uh, Elizabeth Warren một chuyên nghị sĩ mà rất là lớn tiếng uh, muốn là thị trường này cần phải có những sự thay đổi thì trong những cuộc nói chuyện này đó thì uh, tài liệu cho thấy được là Gary Gensler rất là ủng hộ cái dự luật 58 trang này bây giờ vẫn chưa có tiến triển nhưng mà Gail Chancellor đã rất là ủng hộ. Thì chủ yếu đó là trong dự luật này nói những gì, thì Gail Chancellor nói đó là thứ nhất là nếu như mà quốc hội muốn bảo vệ nhà đầu tư đó, thì quốc hội cần phải uh, ra luật và cho quyền lực cho SEC để mà bản thị trường này. Tại vì bây giờ đó nhiều token không cho mình là chứng khoán, cho nên SEC không có quyền để mà can thiệp vào. Thì nếu như mà muốn SEC can thiệp vào đó để mà bảo vệ nhà đầu tư, thì SEC cần phải có quyền lực để mà ra phán quyết đồng nào là một cái chứng khoán đồng nào không phải và đây là một điều rất quan trọng để thường chia sẻ thêm một lát nữa điều thứ nhì uh, Gary Gail nói là trong cái nghị luật này đó chúng ta cũng có một cái phần gọi là safe harbor hay hiểu đơn giản đó, đây là cái dùng gọi là dùng an toàn thì dùng an toàn là gì đây là một cái ý kiến được chia sẻ bởi một trong những nghị viên của SEC đó chính là Hester Pierce một trong người mà rất ủng hộ thị trường này nhiều người gọi là crypto mom đó thì Hester Pierce đã đưa ra một cái ý kiến là chúng ta cần phải có một cái safe harbor, một cái vùng an toàn Dùng này đó là cái dùng nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn có thể là một người mà tạo ra một cái token mới, một cái dự án mới thì lúc mới tạo ra đương nhiên là rất tập trung các bạn thấy được là những cái dự án nó như là các bạn thấy được Cardano cũng vậy, Neo cũng vậy là khi mà tạo ra thì sẽ tập trung và từ từ sẽ trở thành là phi tập trung. Cũng như Cardano trên chúng ta mới có cập nhật là Shelley đó để gọi là chuyển nguyên phi tập trung. Tại vì lúc mới tạo ra thì những cái Nô no đó có thể là những cái công ty đào hay là những cái À, nơi mà xác nhận giao dịch đó là đều phụ thuộc vào một nhóm hết để mà làm gì để mình phát triển cái mạng lưới đó nhưng mà điều đó cũng đồng nghĩa là cái token đó rất dễ dàng bị liệt vào chứng khoán tại vì đây mà token không có phi tập trung cũng như là không có nhiều người sử dụng thì cái giá trị tiện ích không có dễ dàng bị liệt vào là một cái đồng đầu tư một cái chứng khoán nhưng mà cái dùng gọi là dùng an toàn hay là safe harbor là một dùng mà một cái dự án có thể làm việc với lại SEC nằm trong dùng an toàn đó trong thời gian là thường nhớ là 2 năm hay 3 năm gì đó thì trong vòng 2 3 năm dự án này phải chứng minh được là trong 2 3 năm đó sẽ khiến cho thu kịch của mình là phi tập trung. Có nghĩa là không có một ai mà có hết quyền lực ở trong cái mạng lưới này thì đây là một trong những điều mà được nói đến bởi Gary Gensler khi mà trò chuyện với lại Elizabeth Warren cũng là một điều rất là tốt có nghĩa là Gary Gensler tin tưởng là chúng ta cần phải có lực bảo vệ những người đầu tư cũng như là cần phải có lực để cho những dự án tiếp tục phát triển ở Hoa Kỳ thì điều mà quan trọng hơn đó là Gary Gensler muốn là SEC có quyền để mà phán quyết đồng nào là một cái chứng khoán đồng nào không phải tại vì sao tại vì cái điều là cái vụ kiện giữa SEC và Ripple đó thì khá là phiền phức SEC đó, trước khi mà đụng lên Ripple đó thì SEC là kiện những cái công ty khác như là các bạn thấy là SEC kiện Kick, SEC kiện công ty Telegram và họ đều thất bại, có nghĩa là những công ty này đã đều phải là đóng phạt và chấp nhận là hủy bỏ cái dự án của mình. Các bạn thấy được là Telegram à, chuẩn bị đưa ra một cái đồng, thường nhớ là token Ton Telegram Open Network nhưng mà cuối cùng SEC cũng đã dẹp cái dự án đó, có nghĩa là họ đã thua cuộc. SEC đã chiến thắng Nhưng mà tới Ripple đó Thì cái sự kiện này nó lại căng hơn một chút Có nghĩa là các bạn thấy được là Ripple đó là Trong vòng mấy tuần qua đã có những tiến triển tốt về cái phương diện pháp lý Công ty Ripple đòi hỏi là SEC đã dùng những cái cách nào để đưa ra cái phán quyết là Bitcoin và Ethereum và chứng khoán và đã mời Will Hinman. Will Hinman là giám đốc tài chính của SEC là phải ra tòa để mà đối chấp với lại công ty Ripple thì đây là những cái điều rất là phiền phức thì ý của Gary Gensler nói đây đó là bây giờ thì phải cho quyền là SEC được quyền nói đồng nào là chứng khoán đồng nào không phải chứ không phải là ra tòa cái kiểu này và mới nhất liên quan tới cái vụ kiện liên quan tới Ripple như mà nào mà con thú muốn biết đó thì bây giờ SEC lại đòi hỏi ngược trở lại là công ty Ripple phải giao tổng cộng là hết những cái Slack messages có nghĩa là những cái tin nhắn thông qua ứng dụng Slack đó nhưng mà nào mà sử dụng Slack Slack là một cái ứng dụng chat đó nhưng mà có tổng cộng là thường nhớ là 36 người ở công ty Ripple sử dụng để mà trao đổi tài liệu thì bây giờ SEC muốn tất cả những cái thông tin qua lại đó và công ty Ripple đã giao một phần cho SEC tại vì đây là cái điều mình đòi hỏi bởi tòa án nhưng mà bây giờ SEC lại khiếu nại là cái số lượng mà tài liệu là không đủ và bây giờ thiếu là một triệu những cái tin nhắn đó thì tại sao mà SEC muốn những tin nhắn đó từ công ty Ripple tại vì họ muốn kiếm như bằng chứng là có thể là họ muốn kiếm những thông tin như là những người lãnh đạo của Ripple biết là mình đang làm sai luật biết XRP là chứng khoán nhưng mà vẫn tiếp tục tiến tới để mà bán những cái token này có thể là đó là điều họ đang tìm kiếm. Đây là thông tin mới nhất liên quan tới SEC Ripple vẫn chưa có kết quả hiện bây giờ. Một thông tin khác nên thường muốn mang đến cho các bạn à, tin tức ngày hôm nay đó chính là chúng ta có thêm à, một cái công ty đầu tư à, bắt đầu có thể dấn thân vào thị trường này đó chính là công ty ở New York tên là Newberger Berman Công ty này đó là bây giờ đang quản lý khoảng chỉ là 4,2 tỷ đô la. Thì dựa theo tài liệu à, được nạp à, cho SEC đó ban quản lý Trung khoa Hoa Kỳ ngày 11 tháng 8 đó thì công ty này muốn có quyền được đầu tư gián tiếp vào thị trường crypto Tại sao lại gián tiếp? Tại vì công ty này nói là họ muốn đầu tư vào Bitcoin Ethereum Nhưng mà họ chỉ có thể đầu tư vào hợp đồng của Bitcoin và Ethereum mà thôi Nghĩa là có thể họ chỉ được đầu tư vào những hợp đồng Như là hợp đồng trên CME đó Hợp đồng tương lai mà thôi chứ không phải là Bitcoin Ethereum chính thức Bây giờ đó cái quỹ này đó là à, họ đầu tư cái quỹ là Commodity Strategy Fund này là một trong những quỹ mà được quản lý bởi công ty Newberger Berman này thì quản lý 164 triệu đô la và trong đó cái phần lớn nhất đó là lưu trữ vàng là 7,9% còn lại là 7% là đầu tư vào bắp còn lại là 66% là đầu tư vào heating oil có thể là gọi là dầu nóng đó thì bây giờ quỹ này đó 164 triệu này có thể là đầu tư một phần vào trong hợp đồng của Bitcoin và Ethereum điều các bạn nên hiểu đây là hợp đồng của Bitcoin và Ethereum nhưng mà cái điều mà quan trọng hơn nữa đó là Steve Eisman thì Steve Eisman là một người mà trước đây đó không thích Bitcoin à, năm 2018 nó nói là Bitcoin không có một cái giá trị gì hết à, và mọi người mua bán một thứ mà không thể nào mà có thể quy ra giá trị được thì Steve Eisman là giám đốc quản lý của công ty đầu tư Newburger Berman thì cái tên này nghe quen tại vì sao tại vì những người nào mà đã xem cái bộ phim gọi là The Big Short thì cái người mà đóng bởi Steve Carell đó Steve Carell này đây chính là cái người mà ở ngoài đời gọi là Steve Eisman thì thông tin ngày hôm nay là Steve Eisman là một trong những người mà có mặt ở trong The Big Short À, và không thích bitcoin nhưng mà bây giờ là công ty newburger Berman là muốn đầu tư gián tiếp vào trong thị trường này thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới amc thì amc đó là cái uh, chuỗi mà người ta đi coi phim á, rạp chiếu phim thì amc nói là từ đây cho đến uh, cuối năm thì amc sẽ có những cái cách để mà cho khách hàng của mình mua vé coi phim sử dụng bitcoin thì uh, Tôi không biết là ai sẽ mua giá coi phim bằng Bitcoin và họ sẽ thanh toán như thế nào, họ sẽ sử dụng mạng lưới Lightning hay là mạng lưới bình thường và họ sẽ giữ Bitcoin hay là họ sẽ bán Bitcoin vân vân. Nhưng mà đương nhiên là các bạn thấy được là MC là một trong những cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu chết nhiều năm qua, có nghĩa là nhiều người không có xem phim nữa. Thật ra cái phong trào đi coi phim ở Hoa Kỳ nó nó đã giảm xuống rất nhiều. Bây giờ các bạn thấy được là mọi người đều có internet mạnh, mọi người đều có surround sound ở nhà, mọi người đều có TV lớn, cho nên ai cũng có thể coi phim và cái nhu cầu mà đi coi phim nó giảm xuống rất nhiều. Cho nên khi chúng ta nhìn vào cổ phiếu của EMC thì các bạn thấy được là từ năm 2017 đó, cổ phiếu này là 35 đô mà các bạn thấy được là đi xuống liên tục nhiều năm cho đến năm 2021 tháng 1 đó là chỉ còn có hai đô mà thôi. Từ 35 đô xuống còn có 2 đô thôi nhưng mà đột ngột lại có sự tăng trưởng mạnh lên tới là 59 đô ngày 21 tháng 6. Tại vì sao? Tại vì đây là cái phong trào uh, meme stock đó của Wall Street Bet khi mà họ pump những cái uh, cổ phiếu như là cổ phiếu của GameStop rồi tới AMC để mà uh, đốt cháy những cái tài khoản của những cái công ty lớn mà đang sốt những cái... Uh, cổ phiếu này thì đương nhiên một trong những điều mà em sẽ muốn làm bây giờ là đi theo cái trend này và chấp nhận Bitcoin khôi thì đây là thông tin liên quan TMC mà thường muốn chia sẻ với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những mà nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng social thì cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter hay là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì các bạn cũng có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance để được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào link của Thuận Capital hay là các bạn có thể tìm hiểu những cái bonus của sàn Bybit hay là sàn EMT, bấm vào nút màu vàng đăng ký group tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tìm hiểu thông tin liên quan tới sàn phái Sinh Moon XPT hay là các bạn có thể tìm hiểu thông tin liên quan tới uh, sàn Binance hay là Coinbase, Binance US là sự lựa chọn cho những người nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin cũng như là BlockFi và crypto coin. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.